những combo, những bộ mic cho các bác đấy ạ. Thì hôm qua à đâu, qua em có giới thiệu cho bác là cái bộ đây. Có nhìn nhá. Tình trạng mic báo 3 4 này, nó sẽ sạc này. Như con này này, nó sẽ tự ngắt sạc nhé. Nó đầy nó sẽ ngắt nhé. Này. Thấy chưa? Đấy, sẽ sạc pin cho bác tự sạc. Khi bác không sạc bác nhấc ra. Đấy nhá. Đây là trong này nó có con này là dòng này tự sạc hết. Dòng này là dòng mic Adacom nhé. Adacom này 951NR, 951NR nhé. Zin theo bộ của nó luôn. Gồm có một đầu này, một sạc. Đấy, gốc nguồn. Mic của nó thì báo cáo các bác là cầm rất là nhẹ, sướng tay nhé. Chắc chắn. Nhưng mà nó không theo kiểu cục mịch, rất là nhẹ. Đấy, bộ này 4 triệu 8, tiền là của đấy thôi bác ơi. Đây, cái dây sạc của nó đây. Dây này của nó thì nó cấp sang nguồn vào đây nhé, 12V. Các bác nào thích con kia độc lập thì bác cấp cho một cái dây nguồn 12V vào đây cũng được. Đấy. Thì báo cáo các bác là những tay mic này thì hiện tại là họ đã có pin của họ trong bên trong này rồi. Nó tự sạc pin sạc rồi. Đấy. Đây bác chỉ cần bật này. Bật mic này. Lên 1 2 Chất chất mic rất là thích luôn. Lên 1 2 4 6. Đấy, nó nhạy không? Nó bắt rất là tốt luôn. Nó thu tốt lắm. Ẩm giọng giọng chất ẩm dày. Rất là dày dặn luôn. Đấy là bác nhìn này, khi bật này nó tắt tắt nguồn này. Đấy, nó báo một mic xanh này. Còn chiếc mic này là một chiếc mic vàng này. Đấy, báo chiếc mic đỏ. Ba. Lên 1 2 6 lên. Tiền là của đấy thôi bác ơi nhé. Bây giờ bình thường các bác đi mua ở ngoài, mua nguyên cái bộ pin sạc, bộ pin theo cái này rồi bộ sạc đã rất là chuối rồi. Được chưa? Đây là sạc theo nhé, sạc zin của nó hết. Sạc zin Adicom, zin hết của Nhật luôn ạ. Đây. Nhá. Tất cả bộ này zin hết của em nó luôn. Sạc zin theo. Em xin phép tắt cái đầu nhá. Vặn cái này đi, muốn rút ra nó sôi nữa. Đấy, đây. Cái đầu đây. Đầu của nó đây. Được chưa ạ? Đấy. Digital. Decom.com. Thì cái bộ này, tổng của bộ này gồm có 4 triệu 8. Những cái mic này bác tìm hiểu thoải mái, em đọc mã rồi mà. Tìm hiểu thoải mái nhé. Giá dòng này mới ở trên Nhật nó cũng bán mà. Nó tiền chục cái nơi. Nhưng mà đây những con này rất là đẹp bác nhé. Hầu như là cực kỳ đẹp luôn. Các bác muốn sạch sẽ nữa bác về bác lau nhé. Quá đẹp luôn, như này là đẹp lắm rồi. Mic bãi mà. 4 triệu 8 bộ này, gồm có một đôi tai mic này, bộ sạc theo của nó này, đầu của nó này, dây và một cái củ sạc này zin theo của nó nữa. Ok chưa ạ? 4 triệu 8. Còn bên đây là một bộ xua nữa. Đây là con bộ xua UGX 925 mã. Bộ xua này thì báo cáo các bác là bộ xua này em cũng đã test rồi. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Nhưng do chắc là gia đình này là sợ bật cái gì đây, nhưng gia đình quấn băng dính này. Đây này, bác nhìn này. Quấn băng dính, bây giờ băng dính hay cái gì nó cứ bám vào này. Nên em cạo là sạch hết này. Nhưng cái này phải các bác lau nhé. Đây này, em cạo tay này, ra hết này. Nhưng bọn em không có thời gian làm dọn. Đấy chưa, bác nhìn thấy chưa? Không có thời gian lau. Em mà lau sạch, làm bóng sạch cho các bác thì nó có thời gian quá. Được chưa? Đấy, sạch tưng hết cả băng. Bộ này để cho bác em đã test rồi nhé. Bao hoạt động bình thường rồi. Kiểm tra rồi, vừa test hết rồi. Để cho bác mức giá 1 triệu 900 nghìn nhé. 1 triệu 900 nghìn vẫn có dây và có sạc đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Ok chưa?